Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Team Huyền Thoại Châu Phi. Đấy, hôm nay là anh em mình vào để, như hôm qua mình nói các bạn, là hôm nay đưa máy vào để chở cái đất này đi các bạn ạ. Cái đất này là giờ máy của Huyền là đang bảo dưỡng chưa xong. Đấy, mất 2-3 ngày rồi. Thì anh em mình sẽ trước mắt là anh em mình sẽ đưa cái đất này đi cái đã. Đấy, rồi ngày mai là máy của Huyền vào là sẽ đào tiếp cái khúc ao bên kia nha các bạn, cho xong luôn nha. Giờ anh em mình sẽ đến đâu dọn đến đấy cho nó gọn. Đấy, thì sáng nay cả máy múc, cả máy cày chạy vào được ấy các bạn. Đấy, máy múc thì đang đợi đây để bạc máy cày thì vào sớm hơn, là vào lại sới lại cái đất này một lần nữa. Hôm qua sới dọc thì hôm nay sới ngang. Bên này là cái chỗ đất mà mình bảo là cơi nới thêm của trang trại đấy nha các bạn. Mình nói chuyện với bác chủ là lấy thêm được 30-40 mét ở bên này nhá. Đấy, thì bạc máy cày là sới đẹp rồi. Đấy, sới xong một lần sới ngang này nữa là ok. Rồi giờ máy cày sẽ xuống móc vào cái rơ móc và sẽ chở cái đất đi. Đấy, cái máy của anh em mình thì vẫn sử dụng được, nhưng mà do ở trong farm mà chạy về đấy nó xa các bạn ạ. Đấy, xa thì cho nên là tiền máy Huyền ở ngoài, Huyền gần nhà anh em mình, và ở đây thì anh em mình nhờ đổ dầu và trả tiền công cho anh lại máy thì múc ao trước. Đấy, và máy anh em mình chạy về sau. Đấy, giờ sẽ mọc vào, ngày này cố gắng đưa hết cái đất đào ở chỗ cái ao hôm trước ấy đi hết, để ngày mai máy kia vào nữa là hai máy làm cho nó nhanh. Đây thì còn nhiều việc lắm các bạn, mấy việc. Nói chung như đào ao với chở đất này mà không có máy móc cơ giới thì để mà làm thì nó lâu lắm, khó thực hiện lắm. Nên là may cái là có cái, còn có cái máy cày, máy múc, chứ không thì cũng vất vả đấy. Entra mais. Mai pouco, chega. Levanta. Là cái ống dầu các bạn ạ. Sáng không để ý, giờ ra đây nó bị xì cái ống dầu, giờ phải về trong xưởng, trong nhà mới ấy được, mới thay được. Dở việc, ui giời ơi. Cái máy này mà bị ống dầu ấy, ống dầu thủy lực là ngoài
ngoài farm này là không xử lý được, kể cả ra đây, thờ ra đây cũng khó xử lý, phải chạy về thôi. Bây giờ thì bác lái máy cày sẽ đổ đất này xuống và tiếp tục xới đất, xới ngang đất thôi, xới lần hai. Đây mà anh em mình đợt trước cả Linh lên thủ đô mua được cái thùng này nó tiền các bạn. Chứ không đất đai mà không có bên để mà đổ thì nó tốn công lắm. Đấy, từ cái chỗ mình đứng đây này sẽ đổ lên đến chỗ cái cây xanh trên kia nha các bạn, cây to ấy. Đấy, và sẽ tận dụng cái đất đấy đổ vào đây luôn, là cứ 2 mét một cái xe đất này, là sau nó thành một cái bờ. Đấy, là anh em mình làm cái bờ ranh giới giữa đất của anh em mình và đất của bên của bà hàng xóm luôn các bạn nhé. Đấy, thì tận dụng một công đôi việc giờ làm kiểu đấy, chứ giờ ở bên này thì trang trại thì nó rộng, cho nên là để mà làm cái bờ rào thì không thể làm được. Cho nên là anh em mình làm cái mặt này bằng cái cách là chở cái đất đấy, chở cái đất thừa đấy ra đổ đây. Và một xe đấy thì cũng 5-6 khối, cho nên là anh em mình sẽ đổ đâu được lên đến đây này, lên đến phần bùng của cái người mình ấy. Đấy, thì cho nên là đổ một dải từ đây lên trên hết đất anh em mình luôn, là tận dụng để làm bờ bao luôn các bạn ạ. Đấy, thì tí nữa là máy về ấy ống xong, ống dầu xong là ra là sẽ cho chở đổ cái này. Giờ thì thời gian máy múc về để thay ống thì mình sẽ cho máy cày xới nốt cho xong cái phần đất này luôn. Đấy, cái đất này thì xới được như thế này rồi là đến sang đầu mùa mưa là anh em có thể tiến hành trồng ngô được luôn các bạn. Đấy, cần thiết thì trước lúc trồng ngô sẽ xới lại một lần nữa, là xới 3 lần thì đất nó sẽ tơi và phẳng hơn. Đấy, nhưng đất này thì như anh em mình ở trong farm Quang Linh thì là cũng trồng ngô ok rồi. Đất thì giờ đẹp rồi, tầm đến hết tuần sau nữa là đất, tất cả đất của anh em mình, cái phần đất ranh giới của anh em mình, phần trong của anh em mình sử dụng là anh em mình sẽ làm sạch sẽ hết. Ok các bạn nha. Đây thì cái video hôm nay thì hôm trước mình có quay một khúc rồi. Hôm đấy thì cũng bắt đầu làm là chở đất. Đấy thì đến hôm nay thì máy mới vào làm tiếp được, cho nên là giờ mình mới quay tiếp. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho máy với máy cày để chở tất cả những cái số đất này đi kìa. Đây từ sáng đến giờ thì cũng chở được cũng nhiều phết rồi. Đấy, mình cho chở xong cái đất này dọn sạch đã, bắt đầu mình đào tiếp cái khúc thiếu đầu kia các bạn nhé. Đây, đất này thì chở ngày hôm nay là sẽ xong, xong tất cả. Bên này mình cũng cho chở bớt đi các bạn. Rồi sau này mình vét bằng thủ công thì mình sẽ đắp lên đây, và sẽ đắp thấp thấp thôi chứ cũng không đắp cao lắm đâu, bởi vì đắp cao quá nó cũng xấu các bạn, nó nhìn nó sẽ không ra cái gì. Đấy, thì cái ao như hôm trước mình nói đây là ao này chắc chắn là phải cải tạo lại rồi, bởi vì là nó sập. Đấy các bạn nhìn bên kia nhá, nhìn bên kia nó có một cái đất thì nó có nhiều lớp, như cái đất kiểu đất trắng, đất sét, kiểu giống cái đất cao lanh ở nhà mình đấy, là nó cứ đi từng lớp một, một lớp đất, một lớp cát, rồi đến một lớp đất hơi đen, rồi là một lớp cát, và trên cùng là một lớp đất đen đấy. Cho nên là có nhiều bạn bảo đào bạt thân ly, nhưng bạt thân ly cũng không chịu được các bạn nhé. Mình cũng có tìm hiểu nghiên cứu rồi, cho nên là nếu mà đào bạt thân ly nó cũng sẽ bị sập. Đây là còn mùa nắng đấy, mùa mưa xuống là nó còn nhiều cái để nước nối nó nhiều nữa thì nó sẽ dễ sập lắm. Cho nên là mình đã mua bao rồi, ngày mai ngày kia dọn xong đất và đào xong cái khúc đầu kia thì anh em mình sẽ tiến hành là cho đất vào trong bao và hút nước, hút càn nước, và sẽ xây thành cái bờ
cái bờ rử đất nha các bạn. Đấy, có thể là mình xây đầu tiên là mình xây ba phía cái đã, hoặc là nốt công làm thì mình làm cả bốn phía luôn. Chắc là cũng không làm cao đến mặt đất đâu, chỉ làm đến mặt nước, hơn mặt nước một tí vừa thôi. Còn mặt trên thì nó chưa còn nước, thì mặt trên thì mình cũng không lo lắm. Đấy. Đây thì giờ máy cày. Máy cày là máy xúc, cứ xúc đất lên đấy. Là máy cày ra đổ đầu cái làm cái bờ ao đầu kia các bạn ạ. Hôm trước có một số bạn bảo là tại sao không máy này không xúc lại đổ đầu kia luôn, thì xúc thì cũng được thôi, nhưng mà nó tốn công lắm các bạn, bởi vì một lần chỉ được một cái gầu này thì không được bao nhiêu đất. Đấy, còn có máy cày thì có cái ben đổ từ đồng. Đây có cái ben lên thì cứ máy xúc lên. Là một xe như thế này là tầm 4 gầu này. Thì máy cày cứ chạy lại đầu kia và ben lên đổ thôi. Đấy. Chiều, đầu giờ chiều thì máy của anh em mình sẽ ra nửa các bạn nhé, sẽ hai máy nhé. Máy thì sáng nay mình đang cho đi thay lại dầu hay lốp. Đấy. Đây thì như đầu kia là mình nói là hôm trước mình có nói là đây cái đất đầu này xúc đi là nhà mình sẽ đổ thành cái bờ chia phân cách giữa đất mình với đất nhà mình với đất của bên kia nha các bạn. Đấy, vừa là có cái chỗ đổ đất luôn, bởi vì nó cũng nhiều đất, cũng không biết đổ đâu cho hết. Giờ anh em mình đổ đây thành làm cái bờ bao đây luôn. Phụ xa xinh ấy. Tao bỏ. Đấy, đất đây thì nó đổ như thế này được rồi. Mình vào chỉ cho bác lái máy cày là cứ đổ như thế này thôi, sau là cái máy lại sẽ sửa lên thành cái bờ nó cao thêm một tí nha các bạn. Về kia. Đây thì mình sẽ đổ từ dưới đấy lên đến trên cùng nha các bạn. Lên đến hết đất anh em nhà mình nhá. Đấy đấy, còn cái cây nữa, phải tí nữa phải cho máy lại các bạn. Tí nữa cái máy múc phải lại lôi cây này đi. Mù đâu? Không có mù à? Lôi đứa gà vào đây làm gì ấy? Ây giời, lôi vào với Tiến Tutti các bạn ạ. Giờ mới vào chơi. Áo dài đâu? Không mặc áo dài à? Áo đâu? Gà làm gì đấy? Hả? Lôi để cho Tiến Tutti mang kì kì để làm cái gì. Nói lại nặng quá chú ơi, cầm cho lên một cái thôi. Rồi cầm lên một cái đây chú, cầm nói đi. Lôi về chú Tiến Tutti cầm cái đùi gà này mang về cho chú Quý để làm kỷ niệm ăn. làm kỷ niệm ăn. Chào các bạn. Chào mọi người. Cái đây mà đùi gà. Con gà. Sao làm kỷ niệm ăn? Làm kỷ niệm ăn kia. Ra bồi dưỡng anh em.
ra bồi dưỡng chú Quý với cả anh em đang làm ở trang trại buổi trưa hôm nay. Ra để nướng à? Bố lấy đâu về? Bố lấy nấu ăn ở dưới kìa. Đi. Đi rồi. Giờ đi đi xuống dưới kia cho mát nhá. Đợi chú Quý tí, chú Quý xuống nhá. Ok. Lôi đưa gà ra đây nướng các bạn. Đây thì lúc nào xong hết thì máy sẽ lại và làm cái bờ này cao lên nha các bạn. Múc dưới này sẽ ủi ở đây cho lên cao tầm này. Đấy. Thì sẽ thành một cái bờ rào luôn, cái bờ tường, bờ bao luôn. Sau này anh em mình có thể san bằng thủ công, qua một cái nữa là có thể trồng cây trên cái bờ này được. Đấy, thì nó sẽ thành cái bờ bao đẹp luôn. Đấy, sáng giờ đổ gần cả 100 khối đất rồi đấy các bạn. Nói chung là nhiều việc, nhưng mà những cái việc cần kỹ thuật này thì mình sẽ cố gắng cho nó cơ bản trước cái ngày mình về ấy. Đấy. Còn những cái việc trồng trọt thì mình có thể là phân lô ra rồi anh em có thể tự trồng trọt được. Còn hoặc là cái lúc mà những cái gì mà nó cần người chỉ đạo thì mình có thể nhờ anh em một ngày hoặc nửa ngày ra đây chỉ đạo qua, cái là mấy anh em Angola có thể tự làm được. Chứ những cái việc này thì kể cả mình nhờ anh em Việt Nam nó cũng khó, bởi vì là nếu mà nói qua điện thoại thì không theo ý mình được, cho nên mình phải trực tiếp. Đấy, nên vì thế cho nên là mình phải đẩy nhanh tiến độ để về đây các bạn. Đây, ngay cả đổ đất đây mà nếu mà không có mình là cũng đổ như thế này hết rồi. Đổ dài từ trong này ra ngoài này là không được, đổ gòn thì sau này mình làm nó sẽ dễ. Cái này sau là máy hay là phải sửa lại nữa các bạn. Lúc nào sửa một lần từ dưới này lên kia luôn cho nó phẳng. Đấy. Ngày này thì mình cho dừng hẳn đóng đổ gạch rồi nhé các bạn, bởi vì gạch cũng khá nhiều rồi, gạch cũng mấy nghìn rồi, cho nên là để xây cái đó, xây rồi thiếu đâu thì làm thêm thôi, bởi vì giờ cũng nhiều lắm rồi. Đây cũng phải rơi vào tầm gần 3.000 rồi. Ôi giời, cái này cứng lắm. Cái gạch ngày hôm trước đổ bằng cái đất trắng này cứng lắm các bạn. Cái này thì đảm bảo hơn cái gạch đen kia. Đấy. Đây anh này đã, anh lấy máy cho máy lại để đẩy cái cây kia đi. Đây có cái cây khô. Bây giờ không đi được, nặng lắm. Tá bom. Không biết có đẩy được không. À được, ôi máy này khỏe phết. Không có máy thì nếu mà làm bằng sức người thì chịu các bạn. Rồi đây ok rồi. À đây là đồ vô cùng. Tá bom. Aqui pouco. Không có máy móc cơ giới thì cũng làm được, nhưng mà không biết ngày nào mới xong các bạn ạ.
giờ chiều thì mình sẽ cho đổ nền nhà nhé các bạn. Nền nhà thì nền cái nền mà để đắp cao lên, mình muốn đắp lên khoảng tầm 40-50 phân khỏi cao, cao hẳn khỏi mặt đất đấy, là mình sẽ làm bên kia. Đấy, cái điểm làm nhà thì mình đã xác định được rồi. Nhưng buổi sáng thì để cho anh em đổ cái này cái đã. Rồi buổi chiều bắt đầu mình sẽ đổ cái nền nhà bên kia. Thì đổ xong thì có máy vào và sẽ chạy cho nó lún xuống để cho nó chắc cái nền. Thì sáng đầu tuần là mình sẽ tiến hành cho anh em xây. Đấy, kích thước thì mình sẽ làm sẵn, anh em ở bên này cứ việc xây thôi. Xây xong thì mái thì chắc là cũng cái tầm mình sáng mới làm mái được. Nói chung giờ cứ trước khi về là nó rất chi là nhiều việc các bạn, việc nhiều lắm. Đấy, thôi giờ thì để cho máy cày với máy xúc với anh em làm thôi. Mình xuống dưới kia để xem anh em làm đất để nấu ăn như thế nào dưới rồi các bạn nhé. Hôm nay thì lại có Mati Lôi, phải đi chỉ cho Mati Lôi học nấu ăn. Thực tế học thì cũng học tranh thủ thôi, chứ không phải là sáng vào cái lần nấu ăn đến trưa đâu. Cũng vào làm hết, làm đến tầm 11 giờ thì là sẽ vào nấu ăn. Đấy. Đây, những cái đống đất này mà không có máy thì chịu luôn các bạn. Đào lên mà không có máy đưa đi thì chịu luôn. Mà nó nằm chính giữa thế này thì nó không được thẩm mỹ lắm. Ôi giời. Đấy. Rồi, ok nha các bạn. Thì video hôm nay anh em mình xin kết thúc tại đây nha. Các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì cho anh em mình một like, đăng ký và chia sẻ kênh Tim Huyền Thoại Châu Phi. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ anh em mình nhá. Chào các bạn.